Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, hầu hết mọi người đều dành thời gian thư giãn, vui chơi cùng bạn bè người thân. Tuy nhiên, một số đối tượng nghiện trò chơi đỏ đen vẫn hoạt động mạnh mẽ, thậm chí còn to gan hơn. Vừa qua, 12 đối tượng tổ chức đá gà ngay gần trụ sở đội cảnh sát hình sự thành phố Rạch Giá đã bị bắt giữ vì nghĩ công an cũng nghỉ Tết, không ai đi kiểm tra. Và chiều mùng 1 tháng 1 Tết Dương lịch 2023, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang phối hợp với công an phường Vĩnh Quang tiến hành truyệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá cả ăn tiền tại khu đất trống phía sau nhà người dân ở khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang. Qua đó đã tạm giữ 12 người đàn ông, hai con gà, số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan. Tụ điểm đá gà này do Huỳnh Minh Chí, sinh năm 1985, cụ tại phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, đứng ra tổ chức và thu tiền sâu, đồng thời có thuê người canh đường. Tại cơ quan công an, Trí cho biết Tưởng ngày Tết, lực lượng công an nghỉ nên không đi bắt, do đó Trí đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền. Mỗi trận, các đối tượng cá cược với nhau từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Trong lúc Trí đang đưa gà vào đá độ gà thứ ba thì bị công an bắt giữ. Điều đáng nói là Trí tổ chức cho các đối tượng đánh bạc tại địa điểm chỉ cách đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Rạch Giá, có một con sông nhỏ. Trước khi bị bắt, Trí từng bị công an xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nay lại tái phạm.